Chị Diễm nó chị Diễm ở bên Phùng Công nó chị sao chị lấy bịch vải chị lấy 500 cái anh giao cho chị hộ em ấy nhá. À, xin chào mọi người. Bạn vào xem nay thôi. Quay giới thiệu cho mọi người vườn hoa hồng. Vườn hồng đẹp nhất Văn Giang. Đẹp thế này mà mới có một người vào xem. Anh TikTok nếu mà anh mà không bóp tương tác em, anh ấy không em không đăng một cái video vi phạm mà chính sách của Facebook, của TikTok thì em không bị anh thì bóp tương tác thì quay lên thì chắc là đông người xem lắm này. Đây là cây hồng cổ Sapa nhá mọi người nhá. Hồng cổ Sapa, một trong những giống hồng cổ được yêu thích nhất. Quay xa rồi quay gần nhá. Quay xa toàn cảnh xa này. Toàn cảnh vườn này. Đấy, mọi người thấy không? Cái này mà chụp ảnh cưới thì phê bao phê luôn. Hàng này 2,5 triệu một cây nhá. Hàng này chủ yếu là quảng cáo cho quảng bá trước. Còn cái hàng xuất bán của em là hàng 2,5 triệu một cây cơ. Đấy, hoa đấy ạ. Mọi người nhìn này, cây hồng cổ Sapa khi nó rộ hoa thì hoa nó sẽ như thế này nhá. Nó rất là sai hoa. Đây là một trong những giống hồng cổ được yêu thích nhất ạ. Em chào anh Bách Chu. Đây là một trong những giống hồng cổ của Việt Nam mình được yêu thích nhất ạ. Tông hoa màu hồng đậm, màu hồng cánh sen, xếp cánh rất là dày. Hoa lở trung bình thì sẽ 7 đến 10 ngày nó mới tàn nhá. 7 đến 10 ngày. Mỗi lần nở sẽ lở được 10 ngày, 7 đến 10 ngày. Và chu kỳ lập hoa của nó là khoảng 35 ngày một lứa hoa. Chu kỳ lập hoa của nó sẽ là khoảng 35 ngày một lứa hoa. Đây là hồng cổ Sapa. Hồng cổ Việt Nam mình thì có khoảng 4 đến 5 loại thôi. Hồng cổ Sapa, bạch xếp, đào cổ, điều cổ, bạch ho, quế son, quế son rồi là cổ Huế. Thì hồng cổ Sapa là một trong giống mà được yêu thích nhất, bán chạy nhất, bao nhiêu năm rồi nó vẫn không lỗi mốt. Bởi vì sao? Bởi vì tông màu của nó là tông màu đẹp nhất, màu hồng đậm tươi sáng. Màu nó không hề bị xỉn nhá. Màu hồng đậm tươi sáng. Cây rất là sai. Cái bọn này là bọn gần tàn rồi đấy. Gần tàn rồi, em bận mấy hôm em không ra quay được. Đây là hoa gần tàn rồi nhá. Giá thì rất là bình dân thôi, không đắt ạ. Cây như này 2,5 triệu thôi ạ. Còn đây là gần tàn thôi. Còn lúc mà nó rộ hoa, vào cái ngày nó rộ hoa mà hoa nó, đây là nở được lâu ngày nhá. Nếu mà nở được khoảng 2 đến 3 ngày mà quay lên thì phê luôn đấy. Cánh hoa rụng đầy này, đầy đất rồi ạ. Đây là cây hồng cổ Sapa nhá mọi người nhá. Hồng cổ Sapa. Giờ em phải tranh thủ quay cho mọi người, không mà chiều nay là bắt đầu cho thợ xén hoa rồi. Chiều nay là thợ xén hoa rồi ạ. 14 bác, 17 bác, 14 bác đang xem live trên TikTok. Mỗi bác cho em xin một tim một like đi ạ. Em quay cho mọi người vườn hoa hồng đẹp như này cho mọi người ngắm đã mắt này mà mọi người không thả tim thả like cho em gì cả, cứ xem không thôi. Không phải chăm nhiều đâu mọi người ơi, hồng cổ không phải chăm cực đâu ạ, chỉ có hồng ngoại thì chăm nó hơi vất vả một tí, chứ hồng cổ thì rất dễ chăm. Nó là giống hồng thuần khí hậu Việt Nam mình. Thế là rất dễ chăm ạ. Đây ạ. Em dâng máy lên cao đây ạ. Em quay cho mọi người vườn hồng đẹp này. Mọi người ủng hộ em bằng cách là thả tim thả like. Thả tim thả like cho em, ủng hộ em này. Đây là nó đã tàn hoa đi nhiều đấy. Còn nếu mà nó lúc mà nó vừa rộ hoa xong thì nhìn phê luôn đây ạ. Đây ạ. Đây. Đây là hoa nó còn tàn rồi, mấy hôm nữa có một vườn nữa lở thì em sẽ quay cái vườn đấy cho mọi người sau. Vườn này gần tàn rồi. Vườn này gần tàn luôn, đẹp ngất người luôn đấy ạ. Em dâng máy lên cao này, em đứng lên cao em dâng máy lên cho mọi người xem này. Đây ạ. Quá là đẹp luôn.
Cái này mà bác